xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của tôi. Thì ngày hôm nay tôi đang ở đứng trước cái gọi là Việt Nam Quốc Tự các bạn, là một trong những ngôi chùa đẹp và lộng lẫy nhất của thành phố Hồ Chí Minh, nằm trên đường 3 tháng 2 ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh, sát bên là nhà ốc Hòa Bình đây các bạn ơi. Hôm nay tôi thấy là tại Việt Nam Quốc Tự đang chuẩn bị tất bật nhiều cái công đoạn để mà tổ chức mừng lễ Phật Đản các bạn, của Liên Hợp Quốc luôn, là khá là lớn. Lễ Phật Đản năm nay tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự tổ chức rất là lớn các bạn ơi. Mình sẽ vào đó xem thử là các công tác chuẩn bị như thế nào các bạn. Đường 3 tháng 2 là một trong những con đường lớn và tấp nập nhất thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng xe rất là nhiều các bạn. Việt Nam Quốc Tự sẽ tổ chức đại lễ Phật Đản Vesak Liên Hợp Quốc Phật lịch 2563 và dương lịch là năm 2019 các bạn. Cho nên là hiện tại đang các cái công tác tổ chức và trang trí ở trên đại lễ khánh đường trên trên ở khung xung quanh khuôn viên của cái Việt Nam Quốc Tự đang được trang hoàng rất là tấp bật các bạn. Phía này thì người ta chưa cho vào thôi, tức là đại lễ Phật Đản người ta mới mở vào. Thì hôm nay mình đi ngày mùng 1, đây mùng 1 các bạn, đây mùng 1 tháng 4 các bạn, mình lên đây để thắp nhang cầu an các bạn ơi. Chiều rồi, bây giờ là khoảng 5 giờ chiều các bạn, 5 giờ chiều mùng 1 tháng 4 âm lịch năm 2019 và hôm nay là ngày mùng 5 tháng 5 năm 2019 các bạn, dương lịch. Bây giờ có rất nhiều người Phật tử cũng như là người dân để đi thắp nhang các bạn ơi. Ở phía bên đây thì người ta đang trang hoàng cái đại lễ cái của chánh điện các bạn, với lại là cái khu cái phong cho cái chương trình đại lễ mừng lễ Phật Đản các bạn ơi. Ồ, bên này người ta đập rồi ta. Như vậy là chúng ta thấy là bên phía bên này thì các cái tòa tháp phía bên này là đã tháo dỡ các bạn. Và có vẻ như là không biết là tháo dỡ hẳn là trùng tu mình không biết nữa. Nhưng mà hiện tại bên tòa tháp bên này đã đập khá nhiều rồi. Chắc là mình nghĩ là tháo dỡ đó các bạn. Bảy đóa sen vàng nâng gót tịnh. Kính mừng đại lễ Phật Đản Vesak Liên Hợp Quốc Phật lịch 2563 dương lịch 2019. Phía bên kia là 3.000 thế giới đón Như Lai, 3.000 thế giới đón Như Lai các bạn. Hiện tại thì các anh em đang trang trí cái phong ở phía trước đại lễ chánh điện của cái chương trình mừng đại lễ Phật Đản năm nay các bạn ở Việt Nam Quốc Tự các bạn ơi. Công việc cũng đang khá là ngổn ngang, không biết là ngày nào đã tổ chức này đây. Yeah. Yeah.
Đúng, 12 tây thường thường là 12 tây, đúng rồi. 12 tây tháng 5 các bạn, thường thường 12 tây tháng 5 sẽ tổ chức lễ Phật đản. Bên đây là 5 tây rồi. Như vậy là còn chủ nhật tuần sau các bạn ơi. Chủ nhật 12 tây là 18 luôn ha. À là chủ nhật tuần sau đúng không? Dạ dạ. Dạ. Wow. Bên đây thì cao nhìn xuống các bạn. Đây là mình đang đứng rất là đứng trước cái đại chính điện luôn các bạn ơi, chính điện của cái Việt Nam Quốc Tự. Nhìn xuống ở đây là chúng ta thấy là quang cảnh ở phía trước của Việt Nam Quốc Tự, trước là đường 3 tháng 2 các bạn, giao kia là đường Lê Hồng Phong. Đường 3 tháng 2 là một trong những con đường có mật độ lưu lượng xe đông nhất của thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Và đường 3 tháng 2 cũng khá là dài, nó nằm từ cái quận 3 kéo qua quận 10 các bạn, quận 10 qua quận 11 lên tới quận 6 luôn rồi, khá là dài. Còn ngày hôm nay là tại Việt Nam Quốc Tự thì ngày mùng một các bạn, mà cũng và cũng là chuẩn bị cái lễ Phật đản các bạn, cho nên rất nhiều Phật tử cũng như là người dân đến đây để thắp nhang cầu an các bạn. Chúng ta thấy chánh điện có Phật rất là lớn các bạn. Rồi các bạn ơi, thì cái tòa tháp 7 tầng này các bạn, tòa tháp 7 tầng này sẽ bị phá vỡ các bạn ơi. Phá vỡ và người ta đã thay thế bằng cái tòa tháp này. Tòa tháp này xây mà từ năm ngoái nhưng mà tới nay chưa xong các bạn ơi, tòa tháp này sẽ là 13 tầng các bạn. Tòa tháp này sẽ thay thế cho tòa tháp này, cho nên là phải không có hai tòa tháp được, cho nên người ta mới phá vỡ tòa tháp này. Mình mới tìm hiểu được. Tháp đang phá hủy, đang bị phá hủy các bạn. Là cái tòa tháp được xây dựng trước năm 1975. Và nó như vậy là nó tồn tại gần hơn 44 năm các bạn ơi. Và hôm nay hơn 44 năm và hôm nay nó được phá hủy. Và được thay thế bằng một cái tòa tháp 13 tầng như thế này, đang xây dựng chưa xong và chưa có cái thành luôn các bạn. Tại Việt Nam Quốc Tự và trên đường 32. Thì hiện tại các cái công tác trang trí cũng như chuẩn bị cho cái đại lễ mừng lễ Phật đản năm nay, năm 2019 đang rất là tất bật. Và bên này thì các Phật tử trong ngày mùng 1 tháng 4 các bạn, và cũng là của chủ nhật luôn các bạn, thì khá nhiều Phật tử đến đây để thắp nhang cầu an cầu kinh. Thôi cái video ngắn như thế này mình để thông báo các bạn biết là vào chủ nhật tuần sau là ngày 12 không ạ, 12 tháng 5 các bạn, 12 tháng 5 năm 2019 dương lịch các bạn, sẽ tổ chức mừng đại lễ Phật đản trên toàn thế giới các bạn. Thì ở Việt Nam mình cũng sẽ có rất là nhiều chùa tổ chức Phật đản lớn, thì mình sẽ đến đây và quay cho bạn các hoạt động của mừng lễ Phật đản năm nay tại Việt Nam Quốc Tự trên đường 32. Thôi xin tạm biệt các bạn nha.